ra bảo kê. À, đến đâu nó cũng bảo là đây là đồ của Hoàng Gia bảo kê nên là cũng cần phải chất lượng. Hoàng Gia chất lượng bảo là ông ta nó mua mấy hàng 35 triệu. À vâng, thưa cô chú chị, mình một cái số nữa là để gửi dẫn ba rồi. Nhưng mình cảm giác là lên vượt đèo thế nào ạ? Ngày mai lên đỉnh nó còn cao hơn nữa. Vâng. Trên này là gì ạ? Độ cao là trên 1600 mét so với mực nước biển và tương đương trên đỉnh núi cao. Cho nên là hợp lý khí hậu cũng như là thế gì ạ? Phong cảnh trên này là khác hẳn hoàn toàn luôn đúng không ạ? Nhà mình đã đói bụng chưa ạ? Thèm lên chừng trời để xem là du khách đến với vùng cao, vâng, có hào hứng khi mà ở lại đây không?
1 năm 2 tỷ cao quá. Nên cái sống sau đó là mình cũng phải là đi làm nương nhỉ, làm rẫy nhỉ, chứ không phải là chỉ có chơi đâu không. Rồi đeo gùi lên hái ngô, hái các thứ là hoàng, đi hái thuốc, hái lá đấy. Sinh tồn à? Không, lên đây có ruộng, ra ruộng bậc thang này mà cấy hái luôn, đúng không? Cày vừa cấy hái. Ở vùng này thì có điện hết rồi, chỉ có vùng nào sâu xa. Bây giờ thì hầu như là phổ cập điện kéo về mới được vào rồi. Mấy năm về trước cơ, ở một số tỉnh như là Thái Nguyên cũng nhiều vùng là còn chưa có điện cơ. Vâng, khó khăn lắm. Ở xứ cô đới cho nên là đến với Sapa thì có rất nhiều loại hoa quả như lúc nãy chị nói đúng không ạ? Đào, mận, lê, vâng. Bên cạnh đó nhiều loại rau nữa trồng ở trên vùng núi này rất nhiều. Mùa này cũng là một năm nữa mà đi vào dịp này mà lên mới các tỉnh như Cao Bằng, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn này, để có đi măng và măng đấy mà làm măng chua này. Một thứ hai nữa là cái món ăn mà các miền Cao Bằng tuyệt đối hay dùng mà măng, loại măng nhỏ nhỏ ấy, quét hết dẫm vào trong và sau đó thì cùng với thịt này, cùng với cái băm với các loại gia vị và nhồi vào và hấp lên, món đấy cũng rất là ngon.
đi mùa này lên Sapa chả có gì đẹp cả nhỉ. Lúa thì cũng đến mùa, mận thì chưa trổ bông. Mùa lúa chín rồi mới đẹp. Ở cái mùa xuân này mà gần Tết đi xem ngắm mận biết không nhở. Đi tầm này chả có gì.
thị trấn và lên thị xã giống như kiểu xã và lên phường ấy. Lấy hết ra đường để ở xe, xe đậu ở ngoài là xa. Mình sẽ lấy xuống để mình lên một cái xe trung chuyển để về với khách sạn. Vâng, thì anh Hoa, tình hình là mình về khách sạn nhé, để đồ gọn vào một góc. Sau đó thì là từ vị trí xe 1, sau đó ăn trưa. Ăn trưa xong thì có phòng là chúng ta liên hệ phòng. Được ạ, bình hiện. Từ xe đã dừng đâu mấy cũng. Chưa, chúng ta đang tắt đường. Lấy hẳn vào trong cơ, bình tĩnh. Bên xe sắp ra. Ở trên này là cuối tuần nữa tắt đường mất, vâng, cứ bình tĩnh. Đây thì du khách về rất là nhiều, đặc biệt là hay đi check-in mà họ đi bộ ấy, vâng, đến các làng bản ấy, vâng, mấy cây hai ba cây hầu như là họ đi bộ, nói chung là họ dẻo chân lắm, vâng, khỏe, sức khỏe, dẻo dai nên là đi bộ, và ra đi bộ được quãng cung đường nào ngắn ngắn ấy thì rất là hay, khám phá rồi ngắm cảnh rất là đẹp. Báo cáo là đến Sapa. Buổi tối chị định đi dạo, có thể là đi bộ này, hai nữa mình có phương tiện là xe điện này, vâng, đi lòng vòng ở đây cũng rất là hay. Không, mình miễn phí mất tiền chứ. Mình chờ đi điện cho 10k hơn 10k một người là mình sẽ đi lòng vòng trong này. 10k tính theo đầu người à, tính theo chuyến à? Và nhớ giùm em Dương này, đến với khách sạn thì tối nay anh chị nhà mình nhá, giùm em là tên khách sạn này, địa chỉ này, hai nữa mình cẩn thận để mình lấy luôn một cái cáp hoặc chụp ảnh ở cáp của khách sạn đấy, nhớ là về vị trí. Hôm tối nay đi chơi một lúc để quay mất về khách sạn là không được. Dạ đấy, vâng, không phải nhớ khách sạn về, có lúc đấy bảo em Dương đón anh nhưng anh cũng không biết chỗ này là chỗ nào đấy là thôi rồi. Ờ, trong đấy lúc này đã đêm rồi lại vắng ra cái chỗ cua đấy không tìm ra vị trí định vị là thôi đấy. Em đang Sa Pa. Nhà em đi chơi thứ hai. Sáng nay vâng,
Vâng, em Dương thì tiện em nhắc lại một lần nữa nhé. Khách sạn của mình là khách sạn Spa Charm này. Nhớ cho em là mình là trong khách sạn này.